Vimbo V2 là hàng chính hãng nha các bạn. Màu đen. Nó có 3 màu: màu đen, màu vàng gạch và màu xám nha các bạn. Xám trắng. Này. Xem trong có gì. Mình rất thích cái này bởi vì mình thấy có cái mình có thể kéo ra lúc mà mình có thể tự sướng ấy. Còn hầu như các loại gimbal khác thì mình không có thấy kéo dài ra được. Có cái đế ba chân. Wow. Xem còn nhiều không? Hết rồi không? Hộp, đây là cái hộp của nó. Hộp nhìn khá là ngon các bạn. Hộp này kiểu hộp nhựa, kiểu nhựa xốp các bạn, kiểu nhựa xốp có tay cầm. Này hộp gì đây? Cái này là chân đế các bạn. Chân đế. Nhìn khá là ngon. Nhựa. Khá là ngon và chắc chắn các bạn. Nhựa không phải là cái đế này. Cái đế này như là bằng chân thì bằng nhựa nhưng mà cái ở giữa này là bằng nhôm. Con hộp này là gì? Dây để buộc vào tay. So với mức giá 1,9 triệu thì mình thấy rẻ nhất trong các loại gimbal.
mà chất lượng thì mình cũng chưa có thể đánh giá được, và tại vì mình chưa có dùng. Chỉnh cân bằng. Xem tên đi có gì đâu. Sẽ chứng nhận sử dụng bằng tiếng Anh các bạn. Một quyển tiếng Anh, một quyển tiếng Tàu. Phiếu bảo hành các bạn. Ui, còn gì gì đây, để sạc, cắp sạc. Sạc thì USB bình thường. Bộ chuyển đổi. Bộ chuyển đổi chuyển đổi luôn. Dây chuyển đổi luôn này. Dây đầu Type C này, đầu USB này, từ đầu không có đầu iPhone nhỉ, không có đầu iPhone các bạn, có hai sợi dây này, rồi không có gì nữa. Mút kiểu như là mút có. Đây là lỗi USB. Lỗi USB dùng để sạc. Đầu tripod các bạn. Đầu dùng để gắn với chân vào. Gắn chân này vào. Ngon chưa? Đứng khá là chắc. Chắc chắn luôn. Đấy. Mình dùng là cũng không có bị đổ nha các bạn. Chống rung 30 này quay quay hành động thì tuyệt vời. Chống rung 3 trục các bạn. Trục thứ nhất này. Trục thứ hai này. Trục thứ ba. Đấy, chống rung 3 trục.
Để xoay ngang điện thoại được. Rồi mình sẽ quay thử cho các bạn xem một số hình ảnh sau nhé.